từ lúc mua cái điện thoại mới Anaba 5G này, chưa thấy con lợn nào chạy qua để khoe cả. Xin chào tất cả các cháu đã đến với kênh của bà Nga về nốc. Ngày hôm nay ấy, bà Nga về nốc sẽ đãi các cháu một cái món là siêu toa khổng lồ. Cái món là món thịt bò, thế nhưng mà nó còn cuốn nanốt cơ. Ôi sao người đâu mà vừa đẹp, vừa xinh, lại vừa đảm đang nữa này. Ừ, bà nhận ra tôi à? Sau đó các cháu đợi cái dầu nó nóng lên, thì sau đó là thả. Ôi ngồi chết cha, sạc bố nó nguồn rồi. Vừa mới cắm sạc từ nãy, ngày mới chín chút tí nhưng mà đã coi như là hết mất cả pin rồi. Chàng không có chuyện lại, nó báo như là này với cả là thả pin rồi. Ôi ngồi lại cắm sạc lại vậy. Quay nào mà sạc từ nãy đến giờ mà mới có lên nó có 10% pin. Vớ vẩn là cái sạc vào cây rồi mới đồng nâu như thế. Chán thế chứ lại rồi. Các cháu ơi, điện thoại của bà nó vừa mới hết pin. Thế bây giờ bà cháu mình lại cùng nhau tiếp tục đi rửa rau tiếp nhá. Các cháu ơi, các cháu nhìn này, cái rau xà nách quê bà nó ngon chưa này. Úi dồi, ngon ngon quá này. Các cháu rửa sạch vào nhá. Úi trời ơi. Ô, bà Nga lại live stream đây rồi, đây rồi. Bà Nga lại live stream cả tiếng. Ô, làm sao thế nhở? Tại sao tự nhiên lại kêu tôi thanh thế nhở? Không thấy đâu cả. Tôi cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với bà. Cái máy của tôi làm sao ấy? Đang livestream thì nó lại sập nguồn. Đợi mãi đến lúc mà cắm được sạc lên được một tí thì nó lại bị rơi xuống nước. Chán không có chưa lại ông bà tôi đi. Bà sấy như thế thì vứt đi rồi chứ dùng gì nữa. Thôi, lấy máy của tôi mà dùng này. Thôi, tôi chả lấy đâu. Thôi, tôi với bà hàng xóm với nhau mấy chục năm rồi, có gì mà ngại, bà cầm lấy. Thế tôi xin. Đây là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A53 5G. Có viên pin dung lượng lớn lên tới 5000 mAh, giúp cho bà có thể livestream cả ngày mà không lo bị hết pin. Bên cạnh đó máy còn hỗ trợ sạc nhanh 25W. Đấy, bà sạc một tí là đầy luôn. Mà nếu như mà máy mà bị rơi vào nước như hôm nay ấy, thì bà hoàn toàn yên tâm. Bởi vì cái máy này nó hỗ trợ cái chuẩn kháng nước ở bụng IP67. Đấy. Thì ra mùa xuân hoa nở là vì A53.